Đây là một trong những lý do khiến giá nấm thần nhà bạn chưa được hay. Xem clip để biết thêm chi tiết nha. Ok, chào mọi người nha. Hôm nay có dịp bên mình đi nâng cấp một số dàn karaoke cho khách với bên nhà hàng nữa. Thì mình có thu hồi được một số cái dây loa và mà dây tín hiệu về ở đây. Thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người một số cái những cái nguyên nhân mà khiến dàn âm thanh, một trong những nguyên nhân thôi nha, những khiến cho dàn âm thanh nhà mình chưa được hay lắm. Đó chính là cái bộ phụ kiện mình xài cho dàn âm thanh. Thì bộ phụ kiện xài cho dàn âm thanh thường sẽ bao gồm là dây tín hiệu nè, rồi dây loa nè, đó. Dây optical nữa, đó HDMI này kia đó, thì đó là những cái phụ kiện dành cho dàn âm thanh. Thì những cái chất lượng phụ kiện này thường được các bên sẽ tặng kèm hoặc là bán kèm tùy theo cái từng cái đại lý. Tuy nhiên về cái chất lượng cái những cái phụ kiện này thì thật ra nhiều khách hàng chưa có biết đến, đặc biệt là bên cái mảng karaoke của mình, bên Hi-Fi thì họ biết đến nhiều hơn, nhưng bên karaoke bên mình thì có thể là chưa biết đến nhiều. Nên tiện có cái dịp mình có những cái sản phẩm này ở đây, mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Vì thật ra những cái dòng này bên mình không có làm, không có bán ở đó, nên nó khổ vậy á. Là đợt này có mình mới chia sẻ cho mọi người được. Đây là những cái sợi dây loa mà mọi người sẽ rất hay thường hay gặp khi mọi người đi lắp dàn karaoke. Đó, đây là sợi nhỏ nè, những cái sợi dây trong trong như thế này nè, mọi người sẽ rất là dễ thấy. Dây này như ngoài thị trường nó gọi là dây bọc bạc thì phải, thì mình không có rõ lắm, nhưng mà nó kiểu như thế này. Đó, mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy nó là hai sợi này. Thứ nhất là nó có hai loại nha, cái loại này như loại dày hơn nè, mình thu vào một cái công trình khác này. Cái loại này là loại dày hơn nè. Đó, mọi người thấy không? Cái vỏ nó dày hơn một tí. Còn cái này thì vỏ nó mỏng hơn. Đó, giá thành thì mình không biết nha, cái này tại vì mình không làm nhưng mình không biết. Tuy nhiên với chất lượng thì mọi người có thể nhìn thấy rồi đó. Với những cái loại dây như thế này thì cái vỏ nhựa của nó rất là mỏng. Nhựa nó siêu mỏng luôn, chứ không phải mỏng nữa. Vỏ nhựa này xài thời gian nếu mà mình không có đóng cái nẹp rồi này kia ống sẵn thì nhiều khi là nó cũng bị hao mòn thời gian, đứt dây giữa chừng không biết đường. Đó, rồi sợi này cũng vậy, sợi này thì dày hơn một chút xíu, tuy nhiên là cái vỏ cũng chỉ là một vỏ thôi. Đó. Thường thì những dòng này thì bên mình nếu mà khách hàng của bên mình sẽ biết là bên mình nếu với những bộ dàn tiêu chuẩn mà ít nhất phải từ tầm những bộ dàn tiêu chuẩn bên mình nó làm á, bên mình sẽ xài dây shocking là chính. Thì cái dây shocking nó sẽ chuẩn dây loa hơn, mà nó là trong phân khúc nó thấp nhất rồi, thì nó sẽ tiêu chuẩn nó sẽ như thế nào thì để mình coi. Mình có dây sẵn đây nè, cho mọi người coi. Đây mới là sợi dây loa chuẩn nha mọi người. Mình sẵn đồ cả nông sẵn này. Đây nè, sợi dây loa chuẩn nó phải thế này. Thứ nhất á, nó vẫn có hai sợi giống như ông này. Người thấy không? Giống nhau không? Giống nhau ha. Thứ hai, tuy nhiên sợi dây loa chuẩn nó phải có thêm một cái bọc nhựa ở đây nữa. Mọi người nhìn đây chắc thì mọi người thấy dễ hơn. Rõ không? Thấy rõ không? Ok, cho mọi người nhìn thấy rõ này. Nó phải có một thêm lớp một này nữa. Thứ nhất, nó không bị đứt giữa đường. Thứ hai nữa, nó bảo vệ cái sợi dây này chuột cắn hoặc bất cứ cái vấn đề gì xảy ra, nó sẽ đỡ đứt hơn. Đó. Thứ ba nữa là nó căng kéo này kia nó sẽ không bị, nói chung là nó không bị ảnh hưởng đến cái ruột bên trong. Thì một cái dây loa thường, đó là lý do tại sao một số công trình mình chào dây loa hoặc là mình báo ra thì nhiều khi khách hàng thấy hỏi sao cái dây nó mắc dữ vậy. Anh mua thì thị trường nó có 5-10 ngàn mét, dây bên em bán 2-30 ngàn mét thì thật ra nó có sự khác nhau nó nhiều lắm. Chứ không phải không. Nhưng cái dây này hầu hết là mình không làm luôn, cái dây này nó rất là ảnh hưởng chất lượng nhiều lắm, ảnh hưởng chất lượng âm thanh khá là nhiều, nó bị nhiễu rồi nhiều thứ xảy ra lắm, mình không có đảm bảo được. Nên hầu hết cái dòng này khác nhau ha, mình mọi người nhìn thấy khác nhau hoàn toàn đúng không? Rồi chưa hết, còn cái dây tín hiệu nữa cơ. Dây tín hiệu thì giờ nhiều quá, trên thường nhiều quá, mình cũng không có dám chắc, nên mình chia sẻ cho mọi người sợi dây mà bên mình coi nó là chất lượng kém, dù nó được lấy từ một bộ micro của một cái hãng rất nổi tiếng, đó là hãng Shure. Đây là một cái dây Shure cho sẵn, thường trong mic dây Shure cho sẵn. Đây mình không có nói xạo mọi người nha, đây là chữ Shure này, mọi người thấy không? Dây này là dây Shure sẵn trong mic, những cái mic mà SV100 hoặc những cái mic PGA4858 mà những cái dòng QTR nó có dây sẵn á, thì nó sẽ cho mình một cọng dây như thế này. Đây mọi người chơi như thế này. Mọi người nhiều khi mọi người đừng tưởng là mic nó xua thì xịn, nhưng mà rồi người ta sẽ cho mình một cọng dây xịn nha. Cái này là nó một cái hiểu nhầm rất đáng tiếc luôn á. Bởi vì thật ra cái cọng dây cho sẵn trong cái bộ mic xua chất lượng rất kém.
Cái này mình dám khẳng định mọi người chất lượng rất kém luôn. Những cái đầu tiếp xúc của nó rất là chập chờn, và cái này nó bằng nhựa, cái bằng sắt á, nó rất là mỏng luôn, nó mỏng kinh khủng luôn á, chất lượng rất kém. Thật ra những đây là giọng dây mic thì dẫn dây tín hiệu nó cũng vậy thôi, thì nó sẽ những cái dòng dây tín hiệu nào mà chất lượng đầu mic này, chất lượng này là hai cái nó phải chất lượng tốt, với gài ghim nó phải chặt tay cơ, thì nó mới là chất lượng cao hơn một xíu đó. Để mà phân biệt được những cái dòng này mà chất lượng thấp hay chất lượng cao thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái thương hiệu mà bên mình hay làm. Giá nó cao nha, chứ giá không có rẻ. Thì mọi người để nói nhiều mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người thôi. Tại vì ví dụ như với đây, với những bộ dàn mà nó vừa vừa tiền đó, tầm khoảng 40-50 triệu á, bên mình sẽ xài chắc chắn là dây sau kinh rồi. Đây dây tín hiệu sau kinh đây, mọi người thấy cái dây này với cái dây này nó khác nhau rồi nhỉ. Riêng cái dây thôi đã thấy khác nhau rồi. Đây dây sau kinh đây. Mình không có lấy điều với mọi người đâu. Đây này. Đó. Đây là dây microphone cable này. Đó, rất là dây tín hiệu đó. Sau kinh này. Đó, xài một cái dây sau kinh như thế này. Rắc này rắc thường ấy nha. Đó, những cái bộ mà vừa tiền, những khách hàng nào mà không đủ chi phí làm những cái bộ dây quá xịn á thì mình sẽ bán cho khách những cọng dây như thế này. Chất lượng nó cũng tương đối, tuy nhiên nó chưa phải là những bộ dây tốt nhất. Bộ dây tốt nhất bên mình thường bây giờ bên mình đang nâng cấp lên, những bộ dây tốt nhất là dành cho khách là những bộ dây như thế này. Đây, thứ nhất là rắc bên mình sẽ, nếu mà với những đầu Canon á thì bên mình rắc bên mình sẽ xài của thương hiệu là Yongsen. Đây mọi người nha. Cái thương hiệu này là thương hiệu chuẩn của Trung Quốc nha mọi người. Nó là thương hiệu của Trung Quốc. Tuy nhiên chất lượng nó rất tốt. Bên mẹ mọi người biết cái thương hiệu này, mọi người nhìn thương hiệu này, nếu mà ai mà sành bow á, ai mà chơi bow, đặc biệt là chơi con bow T4S rồi, mọi người sẽ biết cái thương hiệu này. Đây mọi người nhớ cái rắc này không? Cái rắc này là chính là rắc kết nối giữa T4S với con bow R8 này. Hồi xưa bên mình có chia sẻ này. Thì mỗi cái T4S nó sẽ cho một cái này. Đó, cái này bằng nhôm nhìn rất là đã. Mọi người thấy thương hiệu không? Yongsen nha, cùng một thương hiệu. Tức là ông bow này ông lấy những cái dòng này ông xài cho luôn cho những cái bộ phụ kiện của ông. Tức là chất lượng của bên Yongsen này không đùa được đâu, có nghĩa là chất lượng đã được đảm bảo rồi, của bow làm ra đã được đảm bảo chất lượng khá là tốt. Thật ra mình cũng vô tình bên mình phát hiện ra thôi, chứ thật ra bên mình đã xài cái này rồi, xong mình mới vô tình mình phát hiện là bên bow đã xài cái này luôn. Thì công nhận là cái chất lượng con này nó khác hoàn toàn nha mọi người. Chất lượng cái rắc này với cái rắc Canon này, hai cái rắc Canon này, chất lượng nó khác hoàn toàn luôn á. Nói chung là về cái độ chi tiết, là thứ nhất là về độ chi tiết, độ dày là đương nhiên là khác nhau. Thứ hai nữa là cái này sẽ nó được phủ một cái lớp nhôm á, theo kiểu để mọi người nó không bị rỉ sét qua thời gian á, mọi người xài lâu mà không bị đen á. Đó, rắc Canon thì mình sẽ xài là dòng xe ha. Rắc AV mình sẽ xài là một, cũng một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, dù là không quá mắc tiền nhưng mà xài khá là tốt. Với những AV là rắc Green. Đây nó có chữ Green, không biết là mọi người có nhìn thấy không. Đây rắc Green này, rắc AV là Green. À, còn dây mọi người xài gì? Dây là dây Vandame nha. Đó, dây Vandame nè. Dạ, loại này là có loại dây tín hiệu nhưng mà là sợi nhỏ. Mọi người biết sao mình chọn sợi nhỏ này không? Bởi vì thật ra khi mọi người xài mấy cái thiết bị như là cục đẩy nè, vang số, micro nè, mọi người xài chồng rất là nhiều thiết bị bằng sau cắm rất là nhiều dây, nếu mọi người xài những cái dây to như thế này thì nó rất là rối, nó rất là búi nhùi, nên là mình sẽ xài những cái dây nó nhỏ như thế này thôi. Thì nó sẽ cột đằng sau sẽ nó sẽ gọn hơn. Chỉ có dây loa là mình sẽ chọn những sợi dây to, dây loa là mình sẽ chọn những dây to như thế này. Rồi còn một loại nữa, đây dây Canon của mình, đây dây Canon của mình cũng ngắn vậy thôi, cũng dễ thương vậy thôi. Đó, thấy không, dắt dòng sen này. Đó, nói chung là mọi người, nếu mọi người nghe mọi người rõ rõ cái tiếng để mình đừng biết này. Đó, mọi người nghe thấy rõ cái tiếng ha. Làm cái nữa này. Đó, thấy không? Tức là sao? Tức là cái rắc này nó kết nối với nhau á, nó nghe tiếng plug vô nghe đã lắm. Nói chung là rắc chất lượng nó mọi người gài cái vô nó khác này. Còn cái dây cuối cùng này mình hay làm nữa là dây, nhưng mà dây này không phải là dây tín hiệu nha, dây này mắc lắm. Dây này là dây cũng Vaname luôn, nhưng mà là dòng này dòng chuyên, nó chuyên cho micro. Đây, dòng này là dòng chuyên cho micro, nên là sợi dây nó sẽ hơi to một tí. Thứ hai nữa là cái chất lượng ruột bên trong nó sẽ cao hơn những cái dòng dây tín hiệu, nên là giá thành nó cũng mắc luôn. Đó là lý do những bộ phụ kiện của Thiên Vũ thường đưa ra thị trường á. Mọi người nếu mà khách hàng nào quen Thiên Vũ rồi thì sẽ biết là giá nó sẽ cao hơn thị trường khá là nhiều.
Nói chung là giá cao hơn cũng có cái lý do của nó, chứ không phải là tự nhiên bên mình đưa giá lên rồi bên mình chào cho mọi người đâu. Nó có lý do của nó hết, nó chất lượng nó hoàn toàn khác những cái sản phẩm khác trên thị trường. Thì tiện có may mà tiện đợt này mình đi nâng cấp cho khách mình mới có mấy này, chứ thật ra bên mình không có mấy này. Đợt trước cũng muốn review lắm cho mọi người nhưng mà không có, thật sự là không kiếm được, không lẽ đi mua nguyên cuộn dây chỉ để review. Thì đây may quá đợt này tự nhiên nó lại có, nó lại xuất hiện những cái dòng này thì mình giới thiệu cho mọi người luôn. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người một số kiến thức thêm về các cái phụ kiện như dây loa, rồi dây tín hiệu, rồi jack tín hiệu đường thường được sử dụng trong cái dàn karaoke. Nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn mình tìm kiếm những nội dung để mình chia sẻ cho mọi người thêm ha. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người, bye.